Xin mến chào tất cả quý vị, cô chú, anh chị em đã đến với kênh Hồng Biên TV. Mến chúc quý vị một năm mới tràn đầy năng lượng. Thì hôm nay Thủy Linh cùng ban biên tập Hồng Biên TV sẽ tiếp tục cập nhật và chia sẻ đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất và thú vị nhất liên quan đến cái show ca hát cuối của anh Đơm Sao Chổi, cái đêm hát cuối cùng tại Việt Nam. Hôm nay theo như nguồn thông tin mà ban biên tập chúng tôi có được, anh Đơm đã chuẩn bị bay sang bên Mỹ để lưu diễn ở bên đó. Thì hồi hôm qua chúng tôi cũng đã nhận được một số cuộc gọi của các nhà ngoại cảm, thì đó là cũng xem tướng cho anh Đơm, mà năm nay là năm xui nhiều lắm, cho nên là anh Đơm đi coi chừng ở bên đó là coi chừng bị xịt hơi cay nữa nha. Rồi nói chung là người ta nói là chuyến này anh Đơm đi nghe thì cũng rất là căng thẳng nha quý vị. Cũng chúc cho anh Đơm là đi tới nơi tới chốn này, nhưng nếu mà đẹp nữa thì là anh Đơm thôi đừng có về. Người ta nói là đại mộc lưu giang bất đắc tội cố, tại vì nói chung là về đây thì cũng có ai ưa gì anh và cũng có ai yêu mến gì anh Đơm đâu. Bằng chứng là theo nguồn thông tin mà chúng tôi có được từ đội ngũ đặc vụ điệp viên của các anh em YouTuber nơi mà anh Đàm đang biểu diễn tối qua tại Đà Lạt, thì ta nói mặc dù là đã có hơi của siêu Phương Hằng, là cô Hằng cũng chia sẻ thông tin đến tại điểm ca hát của anh Đơm để ủng hộ anh nha, nhưng cô Hằng không có vô, rồi cô Hằng về. Mặc dù là như vậy rồi, rất là nhiều kênh vệ tinh đồ của các anh chị hương sĩ gần đó cũng đã chia sẻ lâu rồi, nhưng mà hôm qua vẫn ế, vẫn vắng như chùa Bà Đanh. Theo nguồn thông tin thì mời đâu là khoảng 200 khách mời, rồi khách mời là 200 rồi nha quý vị, bán vé vẫn tính nha. Cái đó là khách mời được mời đến dự miễn phí, còn bán vé thì nghe đâu ế nhẹ, mà ghế ngồi thì nói chung là một cái ghế ngồi sách vậy nè, nó cũng có sang trọng gì đâu, mà giá vé thì hét lên đến tận 2 triệu thì cũng là quá mắc, mấy ghế thì lưa thưa. Luôn rồi nhiều dàn khách mời ngồi sau lưng, nó rất là lưa thưa, vắng lắm quý vị ơi. 2 triệu bỏ ra nó rất là hoang phí, bỏ ra nó rất là lãng phí tiền. Và đặc biệt ngày hôm qua nghe đâu là anh Đơm đã bỏ ra là mượn bảo vệ hết là 2 tỏi nha quý vị, để bảo vệ cho anh cũng như là để bảo vệ vòng xung quanh. Và sợ lươn con đồ này kia, sợ bị làm thịt anh Đàm nên muốn mướn bảo vệ là tới 2 tỏi, tội ghê chưa. Đi ca thì không biết là tiền bạc được bao nhiêu, mà mướn bảo vệ thì hết 2 tỏi rồi. Nói chung là đêm hôm qua thì tại đó là đêm diễn cũng như không có mấy gì gọi là khả quan. Tiến triển của anh Đơm và cô Hằng thì cô không có đến, và có rất nhiều người người ta đã về ủng hộ bài viết của cô Hằng, là cô nói cô Hằng đến đó chứ không vào, tại vì 2 triệu bỏ ra mà cô ngồi nghe anh Đơm ca hát thì thà tôi để cho nhân viên của tôi 5 triệu để đi ăn đi uống này kia kia nọ thì có giá trị hơn rất là nhiều. Người ta lại bình luận là hành động của CEO Phương Hằng quá hay và quá đỉnh, cô Hằng tính như vậy là rất đúng rồi. Hôm qua cũng có chị mắm tôm cũng lên cà khịa cô Hằng, cụ thể là chị mắm tôm viết như thế này: Tết nay chưa coi anh Đàm hát được show nào, chả lẽ lại bay vào Đà Lạt để coi anh hát gặp mặt chị Đại. Tóm lại chị có đi xem không? Em mua vé mời chị cho lịch sự đêm nay trống đồng sao vắng thế các mẹ. Đó là bài viết của chị Mắm Tôm. Mắm Tôm nó không biết rằng cô Hằng có ra ngoài Đà Lạt luôn. Mắm Tôm mua vé mời siêu Phương Hằng là nói ngay lập tức. Thì cái bài của chị Mắm Tôm này hen là nó bùng nổ ở trên các trang mạng xã hội. Bởi trước đó là quý vị biết đấy, thì là chị Mắm Tôm là bị Đoàn Di Băng dạy cho một bài học khi đem ra so sánh giữa độ giàu độ chất chơi của CEO Nguyễn Phương Hằng và của Đoàn Di Băng, là bị người ta nói rồi. Hôm nay bày đặt lên cả khịa thì một số người ta nói là cỡ Mắm Tôm thì chưa chắc gì có tiền là mua vé máy bay ra Đà Lạt, không chừng ngồi xe đỏ Đà Lạt, chứ đừng có nói là bỏ ra 2 triệu bạc để mà mua vé mời cô Hằng ngồi xem hát. Mà nói thật quý vị là bây giờ có mời cô Hằng thì cô cũng chẳng thèm vào xem nữa. Trời ơi, ta nói là cái độ về tiền thì cô Hằng không thiếu, nhưng cô Hằng không thích. Thôi thì nhiều người ta bình luận thế này: hy vọng đầu năm mới nó sẽ được ăn tát từ cô Hằng, cái loại láo cá dơ bẩn trơ trẽn như nó xứng đáng được để ăn mấy cái tát. Thấy người ta không nói thế, mình là bắt đầu khuấy động đến họng.
tới lúc đó họ tới tìm lại trốn lại người ta. Người gì mà không biết xấu hổ, còn không biết thì lại càng không có gì gọi là người được. Bà Hằng nên là lơ lại đi, đừng đáp trả với nó. Càng dây càng được fan bự để bán hàng online, để đi một cái lũ tiểu nhân, và chúng nó cùng chung một giọng điệu là khinh bán cây cú và thách thức người khác. Nhưng khi người ta ra mặt thì đâu dám đối đầu. Thì hôm qua cộng đồng mạng cũng đã chăm sóc rất kỹ cho chị Yến Tôm. Bữa nay lại nghe đâu là cái bài đó hình như là đã xóa rồi. Và chịu đâu nổi nhiệt đâu quý vị. Cộng đồng mạng bây giờ người ta sáng suốt, người ta thông minh lắm rồi, chứ đâu phải là để chị dẫn dắt. Rồi chị lên chị cà khịa, chị đa xéo. Bữa may mà trong cái tâm của chị thì chị chỉ bán hàng online, bán hàng online để bán mẹt, bún đậu, mắm tôm. Mà nói chung nghề đó nó không có gì là xấu xa cả. Nhưng mà cái người mà bán nó rẻ, nhân cách của người mà bán người ta thấy, trời ơi ta nói hết thời. Bây giờ đi đu đi bám vô đồ này đồ kia, cô tiên lũ, anh đờm rồi anh bốn, đồ này rồi đặng vớt vát lại lấy lại tên tuổi của người ta cũng kiếm cớ. Vì vậy cũng được, nhưng nói gì sao nổ thì cũng phải nổ cho nó ngon lành cành đào. Với nổ ra mà cộng đồng mạng người ta phốt mà phát ra một lát nữa thôi, thua rồi phải không? Chứ cái trình của chị ta nói, cái chị mà nó nói là 2 triệu vé mua không, có tiền bay ra Đà Lạt không, nữa kìa. Chứ đừng có mà vào đó mà ngồi bố láo. Ta nói thật chứ năm nay đúng là năm hạn của anh Đàm. Bị cô Hằng rượt đuổi chạy từ đồng bằng chạy lên trên núi, chuẩn bị chạy qua Mỹ. Mỹ thì cô Hằng đi rồi, chuẩn bị chạy qua Mỹ chạy xong kỳ này. Không biết như trước là khi anh Đàm đi thì ngày hôm nay là bác Nguyễn Trọng Quân, nguyên giám đốc kênh VOV nha quý vị, thì lại tiếp tục có bài viết gửi tặng cho anh Đờm. Trước khi anh Đờm đi qua Mỹ thì Thùy Linh xin phép chia sẻ quý vị anh chị nghe bài viết với tiêu đề gieo nhân nào gặt quả nấy. Cộng đồng mạng đang bàn tháo sôi nổi. Tối hôm qua, drama rượt đuổi nghệ sĩ nọ của CEO Phương Hằng diễn ra ở thành phố Đà Lạt, xứ sở sương mù mộng mơ trong veo vi vút, nơi biết bao nhiêu là nhân mặc khách từng thả mình trong cảm hứng dâng cho đời những tuyệt phẩm là thi nhạc họa. Hẳn chúng ta nhiều người từng hâm mộ nhạc sĩ tài danh Trịnh Công Sơn với những tác phẩm tụng ca thành phố mộng mơ Đà Lạt. Vào tối ngày hôm qua, ngày 4 Tết Nhâm Dần năm 2022, có đêm nhạc ở thành phố là đón chào xuân hài hước vô tình hay hiểu ý. Giờ đây khán giả thành phố đang chờ đợi cuộc chơi nào với ca sĩ hói đầu. Kết quả thì hôm nay sẽ rõ. Tóm lại, tại chốn địa đàng nước Việt có cuộc là đấu mà xuất phát điểm do ca sĩ Đờm. Sau khi được Bộ Công an tuyên bố trong sạch, ông Hoàng Nhạc Lợn ngoài vùng đất cấm, không quản đường xa xôi, vực sâu đèo cao nguy hiểm đến đây, cống hiến cho đồng bào, vinh hạnh thay, sung sướng thay cho quần chúng nhân dân thành phố. Câu hỏi đó là chỉ có nhân dân mới trả lời được. Bà Phương Hằng cũng không quản đường xa xôi đến đây để cổ vũ cho anh Đờm. Thật thú vị, dư luận gần năm qua về drama Phương Hằng, anh Đờm được nhắc tới là khá kỹ. Có những người còn ôn lại từ dĩ vãng quá khứ đến cả là hiện thực của anh. Nhưng từng đưa cả mẹ ruột lên mạng rồi là chả nể nang bậc trưởng thượng lão, nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín tiếp đó sao kê rồi khán giả cờ hó. Nguyên nhân về chuyện này bởi anh bỗng dưng nhảy vào drama CEO Phương Hằng, mà khởi điểm drama CEO chỉ cố phơi bày trước bản dân thiên hạ một tay lang băm dùng phương cách chữa trị man rợ phản khoa học, dùng tay chân giật lưỡi bệnh nhân. Cách cớ gì mà đám nghệ sĩ kia, trong đó có anh Đờm, mà lại bông nhông vào tham chiến? Còn nhớ kỹ khi bất đắc dĩ phải tuyết anh Đàm, CEO đã phải đối đãi với anh với bậc lịch sự, nói năng là phải nhẽ, theo kiểu lịch sự, đại khách y như kiều hẹn đại hoạn thư, khôn ngoan đến mức là nói năng phải lối. Nhưng cách nào biết ta là ai, mình là ai, đã bị chủ nhà tặng luôn cho giấc mơ, đã gọi là mơ, mơ phải là mơ, mơ không thì người ta mơ để làm gì, mà Đàm phải biết mình là ai, bởi kiểu gì, kẻ trong giấc mơ kia chẳng có tật nọ tật kia, mà cái vị của anh thì nhiều lắm, ví dụ như là ví sao kê, thì chẳng nhẽ đằng này anh lại bị hàng tiếp vịt. Và xưa nay, tính khí của anh ai chẳng hay, ai chẳng biết, người ta biết, biết trước, biết sau, biết trên, biết dưới, anh lau đầu
vào đấu bừa, và y như chẳng là Đông Kỳ Sốt nhảy vào là đấu với cối xay gió. Dân ta vốn tính khí dĩ hòa vi quý, chín bỏ làm 10, lâu nay là đã làm bỏ qua sẽ xóa cho anh đàm lắm rồi, giọt nước tràn ly, nay họ chả còn im lặng nữa đâu. Đồng loạt lên tiếng, phòng trà Đồng Dao là ví dụ mới nhất. Đã vào ngày mùng 1 Tết vừa qua, từ chập tối đã nghình nghịch nhân dân, họ biết rằng có tới cũng chả vào được phòng trà, tới chỉ cốt là cháu đón được, nhìn thấy được CEO bằng Phương Hằng bằng da bằng thịt, và bà xuất hiện tiếng reo hò và ào ào, nhân dân đều tự nguyện cả đấy, và đâu phải là CEO bỏ tiền ra mua, nhân dân mua, fan đến chào mừng, hung thủ mạnh, còn anh thì sao? Biểu ngữ phản đối của nhân dân là áp phích của anh ta bị xé xuống, ly nước đổ hột sâu vào chỗ này. Nhìn lịch trình biểu diễn kín mít sau Tết của nàng, phải chăng giờ đây anh Thịnh Vượng lại phát nước chai cho anh Hoàng anh ơi, muộn mất rồi, giờ thứ như trước đây anh bơm chớm và sự cao ngạo, ngông đời, bớt trung chút và vùng đất kín, vùng đất bất khả xâm phạm. Bỏ cái thứ là mạo thượng báng bổ trời đất bằng danh ông hoàng bà chúa. Nên nhớ rằng, xưa nay danh xưng ông hoàng bà chúa, ngoại trừ là ông hoàng bà chúa thật, còn lại là hạn hiếu lắm mới có được phong danh như trước đây. Đôi trăm năm trước, bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương, hay thập niên 30 của thế kỷ 20, có tôn danh vua ký sự Vũ Trọng Phụng. Hệ sau này, ông hoàng thơ tình Xuân Diệu, Phương Hằng thần trinh lên Đà Lạt là tính cách chiến trước nay của CEO Phương Hằng. Hẹn là chơi tắt tay, mặt đối mặt công khai minh bạch, có phía bờ lay không, kiểu núp lùm thôi, đừng có cố đấm ăn xôi gieo nhân nào thì phải gặt quả đấy. Đó là cái bài viết của bác Nguyễn Trọng Quân gửi đến Mr. Đàm. Bây giờ anh Đàm dù có vớt vát lỏng dân nhưng lại được gì nữa đâu, đúng không quý vị? Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Còn thời lượng chương trình của chúng tôi hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại.